rượu nè. Mưa hả? Trời mưa. Thích nè. Rồi chơi thôi chứ sợ gì nữa. Mưa nó chỉ là mưa thôi. Mà mưa thì nó sẽ dẫn đến cái việc là áo mưa nó bay phập phồng, nó nghe lột sột. Ok. Chúc mừng. Hết năm ăn hại. Chuẩn bị qua năm ăn bám, ăn ké, ăn không hại. Xin chào đồng bào đến với giật cục xô, ý quên mắc mệt xô. Và bây giờ là intro. Rồi bây giờ là đến cái đám đông cuồng nộ. Sau một năm mắc dịch và ăn hại, các bạn thử để ý là cái cô gì đó ở phố Trúc Bạch, rồi bà doanh nhân gì đó ở Bình Thuận, rồi tiếp viên hàng không, rồi tùm lum hết. Có những chuyện mà tôi không muốn nhắc ở đây, tại vì người khác đã nói rồi, nhưng mà tôi sẽ nói lại ở chỗ là ví dụ như đám đông cuồng nộ đó, họ không phán xét. Ví dụ như đám đông đó, họ có học thức, họ sẵn sàng chỉ dạy cho những người sai. Và ví dụ như anh chàng đó, ảnh muốn làm điều gì đó tốt cho bản thân của ảnh. Con người mà, đâu có ai muốn tự diệt bản thân mình đâu. Ai cũng muốn làm điều gì đó tốt cho bản thân mình thôi. Tốt theo cách mình nghĩ chứ không phải là tốt theo cách người khác nghĩ. Tôi chỉ ví dụ thôi, còn tôi không phán xét. Không phán xét đối với tôi không đồng nghĩa với việc đồng loại với cái xấu. Bởi vì tôi có một cái nguyên tắc là không bao giờ xen vào đời cuộc sống riêng tư của người khác hay là cái chuyện của người ta khi không được hỏi. Ví dụ như đó là điều có ích cho bản thân họ thì họ cứ làm thôi. Tôi đồng ý với quan điểm người ta, chuyện mày làm mày tự chịu thôi, tao đâu có phản đối. Nhưng mà khi nào mày hỏi thì tao sẽ nói ra cái suy nghĩ của tao, cái cách nghĩ của tao về chuyện đó. Phán xét để làm cái gì? Bạn có chịu trách nhiệm về cuộc đời của họ mà phán xét. Khi nào chịu trách nhiệm đi rồi hẳn phán xét. Nhưng mà khi chịu trách nhiệm thì cũng chưa chắc là có quyền được phán xét đâu. Cái nguyên tắc của mình nó là vậy. Thế nên mình không thích ai xen vào cuộc sống của mình cả. Và đôi khi đi một chuyến đi xa hay là những cái chuyến gọi là những cái gọi cho nó vanh vở ấy, là những chuyến đi dài, chuẩn bị nhiều làm mẹ gì, ở đâu cũng có đồ cho mình thôi. Vấn đề là mình có biết xài, có muốn xài hay không. Đó, hôm nay cũng vậy, lên đây mình chỉ có mua được hai cái vòng dây kẽm và một con dao, cục thịt, chai rượu, chai nước. Nếu như không có sự cố thì sẽ không có được cái không gian như thế này, không gian mới lạ như thế này. Và nếu không có món quà này thì con sẽ có món quà khác. Cuộc sống nó đơn giản vậy thôi, nướng thịt chín rồi thì ăn. Ngon. Quốc miếng mắt kháng, miếng gân nó tê mồm. Cứt dê. Yên tâm là có chuẩn bị thuốc tiêu chảy trong ba lô rồi. Không phải. Nóng quá. Nước bên nãy giờ cắt cái sóng dao thì chứ không đứt. Làm sao ăn được cục này? Ủa, sống dao. Một bữa ăn thật là thịnh soạn. Thấy giờ. Đó là điều bạn thấy thôi. Và điều bạn nghĩ thôi. Còn khi mà bạn trải qua rồi á thì nó cũng vậy. Không đũa, không dĩa, không kéo, không dao, có cái kéo cắt ron, cái kéo xô xe á, trong khùng má không lại lấy kéo nó cắt đồ ăn ăn. Má ăn nhớt không được, cũng kỳ lắm luôn. Có gì hơn thế này nữa. Thịt đã chín, rượu có trong chai, một khén có đây, có ít hạt dổi nữa nhưng mà ở đây không có cối. Và thôi để bữa sau ăn hạt dổi. À, trước khi được nhận đầu xuống sông để rửa tội á, thì mình cũng nghĩ đến một cái điều gọi là cứ mỉm cười đón nhận mọi thứ cuộc sống này ban tặng. Trời mưa, ngồi trên đồi, gió,
và trong túi chắc còn được mấy chục nghìn tiền mẹ để mượn tập. Hết tiền đi mượn xong đi làm trả. Chứ bây giờ không lẽ phải khóc lóc và xin ỉ ôi để đón nhận mọi thứ mình có được. Rồi ai sẽ là người đứng ra nghe những điều đó ngoài bản thân mình ra? Bởi vậy hãy mỉm cười. Có gì để lanh tanh? Gió sắp tới, mưa đang rơi, thịt thì đang thơm, rượu thì còn ok. Ủa đâu có cây đâu, khà má, khà xạo.